Em chào các bác, hôm nay là buổi tối ngày 29 tháng 7 năm 2022. Lẽ ra là mai ngày 30, ngày chẵn thì em mới lên video. Nhưng mà hôm nay là mùng 1 đầu tháng rồi, nên em sẽ lên vào ngày lẻ luôn nhé. Hôm nay thì chúng ta cũng đã bắt đầu đón một cái tháng Vu Lan báo hiếu, và đồng thời cũng là tháng cô hồn. Lời đầu tiên cho phép em Lục Linh Giao Phúc Sen xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, cô chú và anh chị đang xem video. Chúc cho chúng ta sẽ có một tháng mới thật là thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông. Hôm nay em lên với cả nhà mình 2, 4, 6, 6 con dao nhé, bao gồm 4 con dao bếp và 2 con dao mèo làm từ thép trắng không gì. Trước khi vào giới thiệu từng con thì em xin được điểm qua vài cách thức mua hàng và thông tin chung của nhà em. Đầu tiên về địa chỉ shop của em ở ngay thành phố Cao Bằng Thứ hai là về số để các bác gọi điện chốt đơn này, tư vấn này, hoặc là khiếu nại đơn hàng. Các bác có thể gọi 0981 583 598. Số này thì em có cả Zalo nhé. Tiếp theo trước khi thanh toán hàng, các bác được kiểm tra với bưu tá đúng cái mẫu hàng mà mình đặt thì các bác nhận. Phí ship đồng giá 30.000 một đơn trên toàn quốc, tức là các bác mua một con dao thì cũng 30.000, mua 2-3 con dao thì cũng chỉ 30.000 thôi ạ. Hàng em bán là dao của làng nghề Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Một cái làng nghề đã có truyền thống lâu đời trên 200 năm rồi. Dao có bảo hành 1 năm nhé cả nhà ơi. Em sẽ giới thiệu từ trái qua phải ạ. Đầu tiên là hai con dao chuyên để thái làm từ nhíp xe. Đấy, cái con dao thái này thì số 1 và số 2 nhé. Em không để cái bảng tên lên đây. Hôm nay em có việc bận nên là một cái video quay vội vào lúc buổi tối ạ. Hai con này số 1 và số 2 nha các bác. Nó giống nhau thôi, cơ bản là giống nhau ạ. Đây, đều có một đinh đồng này, khâu chốt và cán gỗ cẩm chỉ. Nhưng mà tuy nhiên con số 2 thì nó là hai mặt đen. Đấy, số 2 là hai mặt đen ạ. Còn con số 1 thì sẽ có một mặt nhám. Đồng giá 200.000 nha các bác. Đây là một cái phiên bản mũi vuông truyền thống. Đấy, khi mà dùng xong thì mình có thể giấy cái lỗ treo dao này để treo lên cho gọn cái góc bếp. Em cân thử lên nào, cái này thì nặng 200g. Đấy, hai con này nặng 200g và dày 2 ly. Đó, những cái con này thì chuyên để thái nhá. Thái rau củ quả và gọt được hoa quả. Cái quả nào to to một xíu thì mình để gọt luôn. Số 1 và số 2 em bán đồng giá 200.000 ạ. Đấy, con số 1 thì sẽ có một bên nhám, còn con số 2 là hai mặt đen. Tiếp theo em giới thiệu qua con số 3. Đây là làm từ thép trắng không gỉ. Đấy, thép trắng không gỉ này thì nó cũng thon thon bé bé thôi. Con này thì là dòng cán tra nhé các bác, đinh inox, khâu chốt inox. Đấy, con này thì vẫn là cán gỗ cẩm chỉ ạ. Đây, hàng chuẩn Phúc Sen chính hãng luôn, các bác yên tâm ạ. Bên em sẽ bảo hành 1 năm, cũng dày 2 ly và nặng 200g thôi. Tuy nhiên chất liệu của nó là làm từ thép trắng không gỉ. Con này em bán 220.000 nhé. Đó, 220.000 con mã số 3. Tiếp theo là con số 4. Con này thì để các bác chặt gà vịt ạ. Đấy, độ nặng của nó là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 500g, 500g đến 600g rồi. Kết cấu thì vẫn như thế. Còn nếu mà các bác muốn lấy con chặt xương thì cũng sẽ tương tự, nhưng mà nó dày và nặng hơn thôi ạ. Con chặt xương thì hôm nay em cũng có, nhưng mà cái mẹt này nó hơi bé, em chỉ lên tượng trưng thôi nhá. Con em đang quay là chặt gà vịt, giá 250.000. Các bác mà thích lấy cái con chặt xương thì cứ nhắn em. Nó cũng tương tự như thế, nó chỉ là dày hơn và nó nặng tầm khoảng 700g đến 800g. Cầm rất là đầm tay. Đấy, dòng thép trắng không gỉ thì được cái ưu điểm là sạch sẽ, dễ bảo quản. Còn cái dòng nhíp xe thì mình sẽ phải mài này, xong rồi thi thoảng mà nó bị han gỉ, các bác dùng cái dầu ăn về bôi lên nhé, hoặc là cái xăng trắng ấy. Trong quá trình mình nấu ăn thì cũng có mỡ của động vật các thứ, thì các bác cũng có thể để trên đấy cho nó mới. Và kể cả các bác không dùng nhé thì vẫn sẽ bị han gỉ, tại vì đấy là nhược điểm của dòng nhíp xe. Nếu mà không han gì là không phải chuẩn dao Phúc Sen đâu ạ. Đây là mã số 4 nhé các bác ơi, 250.000 con chặt gà vịt. Tiếp theo em lên hai con mèo. Đấy, mèo nhíp xe thì em cũng đã lên nhiều rồi. Hôm nay em làm một cái con mèo mũi hếch và một con mèo bụng to. Con mũi hếch này chiều dài lưỡi dao là vào 25cm nhé các bác. Độ nặng của nó là vào khoảng 500g. Mình phát quang được chặt nhẹ được đấy 500g. Phát quang chặt nhẹ được dày 5 đến 6 ly. Đó, một cái con làm từ hai đinh đồng này, khâu chốt đồng và cán gỗ cẩm chỉ. Ở đây có cả lỗ treo dao. Hai con này em để chung một giá là 300.000 nhá. Đây là mèo bụng to này. Con này là chiều dài lưỡi dao vào 20cm. Đấy, có hai kiểu cho các bác lựa chọn luôn. Nhiều bác thì lại không thích mũi hếch đâu nhá.
Đó, thế nên là con em lên hai cái con này cùng một giá tiền là 300.000, dòng thép trắng không gì nhá. Các bác có thể chặt được nếu mà mình dùng trong nhà bếp ấy, nhưng mà chặt nhẹ thôi. Nó nặng vừa phải thôi ấy. Các bác đừng chặt xương to nhá. Mình có thể mang đi rừng đi phát quang bờ rào bụi rậm thoải mái ạ. Kết cấu thì khá là giống nhau, nó chỉ khác ở cái phần cán gỗ này. Tại vì những cái gỗ này nó là gỗ tự nhiên. Mỗi con dao sẽ có một cái vân gỗ không giống nhau, nó tự nhiên và nó khác nhau hoàn toàn ạ. Đấy, đặc điểm chung của nó về kết cấu thì khá là giống nhau hết. Con nào các bác cũng sẽ được bảo hành 1 năm nhé. Riêng hai con mèo này thì em Linh bán đồng giá 300.000 một con. Đó. Và cuối video em xin phép đọc lại số hotline để các bác kết nối ạ. 0981 583 598. Trước khi tắt video thì em xin điểm lại giá nhé. Tại vì hôm nay em không có cái số, thế nên là các bác chọn dao sẽ hơi khó một xíu ạ. Con số 1 với số 2 200.000. Đó, dao chuyên thái này. Con số 3 thái thép trắng không gỉ 220. Số 4 con chặt gà vịt 250. Số 5 và số 6 là hai con dao mèo, em bán 300. Rồi ạ, em xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em nhé. Bây giờ cũng là buổi tối rồi. Chúc các bác có thật là nhiều giây phút vui vẻ và thoải mái bên gia đình thân yêu của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.